Dạ. Dạ thưa bà, thưa mợ hai gọi con. Con của bay được bao nhiêu tháng rồi? Dạ được 13 tháng rồi thưa bà. 13 tháng? 13 tháng mà còn ẵm trên tay như một đứa con nít 1-2 tháng vậy. Nhà này không có dư cơm để nuôi vú đâu nghe chưa. Dạ. Bắt đầu từ bữa nay, bay không được léo hánh lên nhà trên nữa. Sắp đám cưới của cậu Khải Duy rồi, bà không muốn người ta bàn tán ra vào không hay đâu. Dạ con biết rồi. Từ ngày mai hai má con sẽ ở luôn dưới bếp, sẽ không lên nhà trên nữa. Là bay á không được lên nhà trên chứ không phải cậu ấm. Dạ. Hai Sáng. Dạ. Kể từ bữa hôm nay, đứa nhỏ này sẽ là con của con. Dạ. Dạ. Con con của con. Ủa, là sao má? Con của con mình mà sao thành con của con? Đã kêu ẩm thì ẩm, đừng có hỏi nhiều. Dạ. Dạ má, nhưng mà chuyện này á, má đã hỏi ý kiến của chú ba chưa? Dạ con biết rồi má. Đưa nó đây cho tao. Mợ ơi, con xin mợ mà. Bà ơi bà. Đưa đây. Con lại mợ. Con lại mợ mà. Xin tha cho con, đừng bắt con của con mà. Từ đây con sẽ chăm sóc nó đàng hoàng, con không dám làm gì đâu bà ơi. Nè, cái đứa cùng đinh mạt hạn như vậy á thì không thể nào nuôi nấng dạy dỗ tốt cho cháu của tao được đâu. Hai Sáng, bắt đầu từ bữa nay má cho đứa nhỏ này cho con đó, nuôi nấng nó cho cẩn thận. Đừng mà bà, con không chịu buông ra hả? Lại đưa đây. Con lại mở hai bà. Con thiệt bà. Bà ơi bà. Bà ơi bà, con lại bà. Tao cấm tiệc từ nay, không được léo hánh đến gần cậu ấm nghe chưa. Phòng của cậu Duy á cũng không được bước chân vô, hiểu chưa? Bà ơi, con lại bà. Xin bà tha cho con mà. Đừng bắt cỡ của con mà. Nghe không? Hả? Dạ. Nghe rồi á thì bước về vị trí con ở của mày đi. Sớ rớ nó làm gì? Đi đi. Còn chưa đi. Nè, đi xuống dưới bếp mà thay bộ đồ này ra, lấy bộ đồ con ở mà mặc vô. Sao còn chưa đi? Hay là mày muốn ăn đòn? Má, má cho con thằng nhỏ này thiệt đó hả? Thiệt cái giả gì? Cho con là phước ba đời của con rồi, không biết cảm ơn còn than với thở nữa. Tự nhiên cái đeo gông vô cổ phước đức gì. Nè, cái thằng Khải Văn á là nó vô tự, cho nên cả đời này á con đừng mong có một đứa con nào. Khôn hồn á thì con săn sóc đứa nhỏ này cho nó tốt đi, để hưởng phước về sau, con hiểu chưa? Chuyện đó còn chưa chắc. Vừa nói gì đó? Dạ không. Con chỉ thấy là cái cách này của má còn chưa chắc lắm. Chưa chắc là sao? Thì má cũng thấy rồi đó, chú ba là thương con mình thiệt lòng thiệt dạ. Làm sao mà chú ấy để yên cái cảnh mà bắt con rồi hành hạ mẹ như vậy. Con dám cá một ăn mười với má là khi chú ấy về á, mọi chuyện lại đâu vào đó thôi. Bày đúng là biết một mà không biết mười. Tánh khí của thằng Duy á, bộ má không biết sao? Má biết lo xa mà. Cho nên con yên tâm đi, mọi chuyện má tính đâu vô đó hết rồi. Ủa má, má tính sao vậy? Sao má không nói cho con nghe? Má tính sao vậy má? Tiền cơ
bất khả lộ. Mày điên hả? Em làm gì vậy? Em bầu bì bụng lớn như vậy mà làm nặng vậy nguy hiểm lắm biết không? Kệ em đi. Với lại giờ anh nhìn coi, của nhiều quá như vậy em không dùng sức á thì làm sao mà trẻ hết được. Thôi em uống nước đi, để anh làm cho. Thôi mà, anh để em làm cho. Để mợ hai thấy á, rồi mợ hai đánh đòn anh nữa giống hôm qua cho coi. Bộ nhìn anh bị đánh đòn em xót lắm hả? Xót chứ sao mà không xót. Da thịt mà bị đánh đòn sao mà không đau được chứ. Em nói thiệt á, mỗi lần thấy anh bị đòn giống như là em bị đòn vậy đó, đau lắm. Anh đưa đây em chẻ cho. Anh không sao đâu, quen rồi, đừng có lo. Em uống nước đi. Cho dù có bị đau, bị chết gì á, anh cũng không sợ. Còn uống nước đi, anh làm cho. Em nói là để em chẻ cho mà không có nghe gì hết à. Không biết chừng nào tụi mình mới thoát cái cảnh ở đợi này nữa. Không lẽ cứ để người ta ngồi trên đầu cởi cổ như vậy hoài sao? Chắc không bao giờ hết đâu. Tại sao cũng là kiếp con người như nhau mà lại có sự đối xử phân biệt kỳ cục như vậy? Tại kiếp trước người ta có tu, còn mình thì không. Tu cái gì? Tu cái gì mà sống kiểu vậy? Thôi mà, anh đừng có tức tối lên như vậy nữa. Ai biểu mình nghèo làm gì? Thiệt tình là không. Anh Lũ. Anh Lũ. Em nghe anh nói nè, anh chán sống cái cảnh này lắm rồi. Hay là bây giờ hai đứa mình trốn ra khỏi căn nhà này đi. Anh nói gì vậy? Tại sao lại trốn? Trời ơi. Tại vì vậy kêu anh giấu em, sợ em lo ảnh hưởng đến em bé ở trong bụng. Nếu mà em không trốn khỏi đây á, là thế nào em cũng bị bà chủ giết chết, giống như là giết cô Lành, má của cậu hai vậy đó. Em nói bậy cái gì vậy? Tại sao bà chủ lại giết má của cậu hai? Tại vì bà ghen, bà không muốn ngang hàng với một con ở đỡ. Em hiểu không? Anh đã biết ý định của bà chủ với mợ hai từ lúc em mang thai em bé đầu tiên rồi. Nếu mà anh và dì Bảy không nhanh trí bảo vệ cho hai mẹ con em á, thì hai mẹ con em không yên ổn tới bây giờ đâu. Dì Bảy bảo vệ không yên ổn? Ý anh là tên nước này, anh không muốn giấu em chuyện gì nữa. Chính tai nghe bà chủ nói lại với mà hai là sai con hiểm tìm mọi cách để hại em hư thai đó. Hả? Anh Lũ, những người độc ác đó chuyện gì cũng dám làm hết. Nếu không có cậu ba á là em bị tống cổ ra khỏi căn nhà này từ lâu rồi. Trời, anh Lũ, anh nói làm em sợ quá. Em cũng không giấu anh nữa. Bà chủ đã một lần đòi quăng con em xuống giếng rồi. Bây giờ em phải làm sao bây giờ? Em sợ quá, em không muốn mất con em đâu. Cho nên em phải nghe anh. Bởi vì chính như vậy em phải càng nhanh chóng thoát khỏi căn nhà này cùng với anh. Nhưng mà, nhưng còn, còn ý em muốn nói tới cậu ba đúng không? Dạ. Dù gì thì cậu cũng thương em. Nếu em đi cậu sẽ buồn lắm. Buồn rồi cũng hết thôi. Cũng giống như ông chủ ngày trước. Ông chủ yêu cô Lành đến mức nào rốt cuộc rồi cũng quên. Bình à, nếu mà một khi cậu ba đã cưới vợ về rồi á, em sẽ không còn một chút giá trị nào ở trong căn nhà này nữa đâu.
bà Hội và mợ Hai sẽ hành hạ em cho đến chết. Cậu ba thì thương em, nhưng Minh thương dễ tránh, đánh lén khó phòng. Em thì ở ngoài sáng, còn người ta ở trong tối, lại có tiền, có bạc, có quyền lực. Người ta hại em như trở cái bàn tay vậy đó, hiểu không? Bình à, anh xin em đó. Em nghe lời anh một lần thôi, một lần này thôi. Anh xin em nha. Hai đứa bay. Bộ nhà tao dư gạo lắm hay sao mà mướn tụi bay về ngồi chơi nó dốc vậy hả? Dạ dạ. Đống củi vẫn còn nguyên đó, chừng nào mới xong việc? Dạ dạ, con trẻ liền mở hai. Dạ. Còn thằng Lũ, sao chưa đi gánh nước? Tao đã dặn mày đừng có sớ rớ tới gặp con mình, tại sao mày không nghe? À, hay là tại cái con này nó quyến rũ mày? Dạ dạ không có mợ ba. Mợ đừng có nói Bình như vậy. Bình là một người con gái đàng hoàng, chứ không có trắc nết lăn loạn như ai kia đâu. Mày, mày dám trả treo hả? Mày trả treo? Mày nói ai là trắc nết hả? Nói ai trắc nết hả? Mày nói ai? Mày, ê, đủ rồi nha. Mày, tôi nói mợ nghe, mợ đừng có ép người quá đáng nghe. Mợ mà làm quá hả? Tôi phanh phui mọi chuyện cho mọi người biết hết đó. Đừng ép tôi. Mày dám? Mày, anh Lũ, mày đứng lại đó. Đứng lại đó cho tao. Mày dám? Mày nhìn cái gì? Định nè, bữa nay tao cấm mày ăn cơm, ra chung hẻo ngủ nghe chưa? Cưới. Con làm gì ngoài đây cả buổi trời vậy? Bộ con không sợ lạnh sao? Trời ơi má, con ở nước ngoài tuyết rơi đầy trời, con còn không sợ, huống gì mấy cái luồng gió hiu hiu này ở đây chứ. Trời ơi, con bắt đền má đó. Má làm con quên mất là con đếm tới đâu rồi. Bông nó có được bao nhiêu cành thì kệ nó, con đếm làm chi cho mất công vậy? Cái này con không phải đếm bông, mà là con đang bói xem cuối cùng con có cưới Khải Duy không. Ngày giờ học cẩn cũng đã coi xong rồi, con còn thắc mắc làm chi nữa? Không lẽ con không thích nó? Tại vì con thấy càng lúc con càng thích anh ta, cho nên mới khổ thân đây nè. Cô nói cái gì mà lung tung quá vậy, tôi không có hiểu. Má, anh Khải Duy, ảnh... Con nói sao? Anh có vợ có con rồi á má. Cái gì? Nó có vợ có con rồi hả? Má, nhỏ tiếng thôi má. Sao má không biết? Người ta cố tình muốn giấu thì làm sao má biết được. Nhưng mà vợ ảnh chỉ là một con hầu mạc hạng thôi. Đáng ghét, dám gạt má, dám qua mặt má hả? Chắc nó không muốn sống rồi. Con yên tâm, má sẽ nói với bà con đi quỷ hôn ngay lập tức. Má, má ngồi sao? Xuống đi. Nếu mà con muốn quỷ hôn thì con đã quỷ hôn ngay từ đầu rồi. Nhưng mà thân phận con cao quý như vậy thì sao làm thiếp cho người ta? Chuyện đó không có quan trọng. Vì lúc đầu á, con đâu có nghĩ là con sẽ làm vợ anh Khải Duy đâu.
Con chỉ muốn làm anh ta bẽ mặt để trả thù trước mặt quan khách thôi à. Nhưng mà bây giờ con cũng thiệt là quá đáng à. Nhưng giờ làm sao? Nhưng mà con không ngờ càng lúc con càng có cảm tình với anh ta. Má, hình như là con thích anh ta rồi đó. Con không muốn làm bẽ mặt anh ta nữa, mà con muốn cưới thiệt, cưới rình rang luôn. Không được. Cao quý danh giá như con làm sao hưởng duyên thừa của người ta được. Chịu kiếp chồng chung với người ta như vậy, má không chịu. Cho nên con mới phải lo lắng nè. Má. Cái gì? Có khi nào con thua nhỏ người hầu đó không? Coi con đó, chưa gì đã sợ rồi. Một cái con hầu chỉ bằng cái lai quần của con thôi, muốn nó biến mất lúc nào mà không được. Má nói đúng. Mà cũng kỳ thiệt á, từ đó giờ con có sợ gì đâu, tự nhiên bây giờ lại sợ thua một con hầu. Đó chẳng qua là vì con bắt đầu thích thằng Duy thôi. Con thích anh Duy hả? Ba ơi.
của thần âm. Nó vẫn chưa ngủ sao? Làm cái gì mà nó khóc dữ vậy? Âm ơi, chắc là mình thương con quá cho nên mình ảo tưởng rồi. Giờ này thằng ấm nó đang ngủ với mợ hai mà, con khóc thì mình cũng đâu có nghe thấy. Giọng thằng ấm nó đang khóc mà. Ấm ơi, Ấm ơi, anh Lũ, mở cửa cho em đi anh Lũ. Ai vậy? Ai vậy? Anh Lũ. Ai đó? Bình phải không em? Anh Lũ ơi, anh mở cửa cho em đi anh Lũ. Trời ơi, Bình ơi, không được. Em mà vô nhà mà hai biết, đánh chết đó. Tao để lấy cho em cái mền, rồi em đắp. Ráng ráng vài bữa nha, trời hết lạnh hả nha. Không không, anh Lũ ơi, em không có bị lạnh anh Lũ. Em nghe giọng thằng ấm khóc quá, em muốn vô coi coi nó có bị gì không. Anh mở cửa cho em vô coi con em chút thôi. Đâu có, anh ở trong đây đâu có nghe thằng ấm nó khóc gì đâu. Chắc em mớ đó. Thôi ráng ráng ngủ đi em. Anh Lũ ơi, nhưng mà em nóng ruột quá. Anh mở cửa cho em vô coi con em một chút thôi. Em nhớ nó lắm. Dạ anh Lũ. Vô một chút xíu thôi nha. Dạ. Nhẹ thôi, đóng cửa lại. Đợi anh, đợi anh lấy cái áo cái. Nhanh đi em. Dạ. Mình đi thôi. Lại đi con, lại với má.
Cho em nhìn con chút xíu nữa. Lại đi con. Đúng là đồ độc ác mà. Không có tính người nữa. Mình đi thôi. Đi lại đi với bà. Đi đi em. Đi đi em ơi. Mọi người biết là chết đó. Em bị gì vậy? Em sao vậy Bình? Em đau quá. Ráng đi em, ráng đi. Ráng. Ráng đi em. Bây giờ. Bình ơi, ráng đi em. Ráng đi. Đau quá. Em đau quá Lũ ơi. Ráng đi em. Em bị sao vậy? Ráng, ráng, ráng đi. Anh đợi xuống đây. Ngồi dựa vô đây chút xíu là hết rồi. Ráng đi em. Đâu? Ráng nha. Ngồi dựa vô đây. Ráng đi em. Ngồi trời ơi đi. Trời ơi, ta bắt được quả ta mày rồi nghe Bình. Mày dám tư tình với anh Lũ. Ta ơi, bớt mọi hai. Bớt mọi người. Hiếm. Còn Bình với anh Lũ tư tình với nhau nè. Bớt mọi Hiếm. Người ơi. Em bị điên hả em? Im đi. Tư tình gì? Im đi. Anh đừng có bên chơi nó. Em thấy rõ ràng nó tư tình với anh. Trời ơi, Thiểm. Mọi người ơi, bà ơi. Con Bình tính tư tình với anh Lũ nè. Chuyện gì? Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Dạ thưa bà, con bắt được quả tang. Con Bình nó dụ dỗ tư tình với anh Lũ ngay trong nhà mình nè. Không có. Không có, bà quan cho con lắm. Con chỉ đi thăm con của con thôi bà. Trời ơi, thiệt tình mà. Trước mắt mọi người mà hai đứa nó ôm nhau sành nẻo như con chối nữa hả? Dạ không có bà chủ. Bay đâu? Dạ. Bắt hai đứa nó đóng vô nhà kho, trói lại cho bà để mai tin. Bà ơi, bây giờ khuya rồi, bà còn phải đi ngủ nữa. Bà ơi, quan cho con lắm, con chỉ thăm con của con thôi, con không làm gì bậy hết bà ơi. Bình, khoan khoan bà chủ ơi, bà chủ kêu thầy tới khám đi, chứ nãy giờ Bình đau dữ lắm đó bà. Cứu Bình đi bà chủ. Tụi bay còn đứng yên đó nữa hả? Dẫn đi nhanh lên. Bà chủ, nghe nghe bà nói nè, ta dẫn cho biết nha. Đây là lịch của bà. Đứa nào mà sát lại gần hai đứa này á, bà đánh năm chục roi. Nghe chưa? Bà chủ, dẫn đi. Con bị quan quá bà. Bà chủ à. Bình ơi, Bình ơi, ráng đi Bình. Đêm hôm khuya quá, náo loạn không có ai ngủ được à. Chuyện nhỏ xíu như vậy mà cũng không giải quyết được nữa. Mày á. Dạ. Đêm hôm mà cái giọng cứ lanh lảnh lanh lảnh à. Mày im cái miệng lại nghe chưa. Mày tin tao đập mày một trận không? Dạ không. Ủa, cái gì kỳ vậy? Tự nhiên công mà xin tội là sao? Chị Hiểm, vừa lòng chị chưa? Sao chị ác quá vậy? Coi chừng ông trời trả báo chị đó. Cái gì? Tao ở ác cái gì? Ai biểu nó ác với tao trước chị? Ác cái gì? Bình ác gì với Hiểm? Nó không ác gì với tao hả? Ai biểu nó cướp anh Lũ của tao chị? Anh Lũ của chị hồi nào mà giờ chị nói là chị bị cướp? Nè nha, cái tật ăn đằng sống nói đằng gió thèo lẻo như chị á, ông trời cắt lưỡi chị đó. Cắt mày á. Ê đi, bây giờ mình vô mình đi ngủ đi. Mới nãy mình nghe bà nói rồi đó, đứa nào mà hó hé bà đánh 50 trôi đó. Nhưng mà... Thôi đi vô ngủ đi. Ở đây làm quần mơ hai bà tỉnh dậy mà quýnh cho nhừ đồn bây giờ. Đi vô. Đi vô. Đi vô.
ơi, em thấy sao rồi? Em đau bụng quá. Em sắp chịu hết nổi rồi. Khốn nạn thiệt chứ, người ta có bầu mà cũng không tha được nữa. Bình, em ráng một chút xíu nữa nha Bình. Em xin lỗi anh, tại em cãi anh, đòi vô thăm con nên anh mới bị liên lụy. Trời ơi, giờ này mà còn lỗi với phải gì nữa. Bình, em nhắm còn chịu đựng được bao lâu nữa? Em không biết nữa. Em không biết còn em có sao không, mà em lúc đau lúc không. Con ơi, đừng có làm mẹ sợ nha. Con mà có mẹ gì là má chết theo con luôn. Bình, em đừng nói tập bậy. Em hiền lành, trời thương, Phật thương, sẽ phù hộ cho hai mẹ con của em, không có sao đâu. Bình, em sao vậy? Em đau quá. Có ai không? Cứu người đi. Bình, em thấy sao rồi? Em đau quá rồi. Cứu người đi. Bình bị đau quá rồi nè. Có ai không? Cứu người đi. Cậu ba ơi, ba sẽ cứu em với con. Cứu người đi. Em sắp chết rồi. Bình, em gái lên đi. Cứu người đi. Có ai ở đâu không? Làm ơn cứu người đi. Có ai ở đâu không? Bình, gái lên đi. Cứu người đi. Có ai ở đâu không? Làm ơn cứu người đi. Có ai ở đâu không? Bình, Cái Duy, có chuyện gì vậy? Anh Hai à, em nghe em Bình kêu cứu, hình như là em Bình đang gặp nạn. Hả? Em coi đó, nhớ vợ tới ám ảnh luôn rồi, ngủ mà cũng nằm mơ thấy nữa. Không phải em mơ đâu anh Hai, em nghe tiếng em Bình gọi em thống thiết lắm. Bây giờ tim em còn đập mạnh đây nè anh ơi. Sao em thấy bất an quá? Chắc em về coi thử mới được anh Hai. Nè nè nè, có gì thì đợi sáng mai đi, bây giờ khuya rồi, thấy đường đâu mà đi. Nhưng mà sao tự nhiên em sợ mình về trễ quá? Nè, đừng có thần hồn nát thần tính như vậy chứ. Hả? Ở nhà dù gì cũng có má, Dì Dì Bảy lo cho em Bình rồi, em còn lo cái gì nữa chứ? Ừ, anh nói cũng phải. Má không thương em Bình thì cũng phải thương con của em chứ, dù sao cũng là cháu nội của má mà. Ừ, phải rồi. Ê, đừng có suy nghĩ lung tung nữa, bây giờ nằm xuống ngủ tiếp đi ha. Mờ sáng anh sẽ kêu em dậy. Nè, nằm xuống đi. Bình ơi, chờ anh về. Mẹ con em phải mạnh khỏe, chờ anh về, có biết chưa?
Con người sắp chết rồi. Cứu người đi. Cứu người. Trời ơi Phật ơi, làm ơn làm phước phù hộ cho em bình tai qua nạn khỏi, không có chuyện gì hết. Có người ta, có người sắp chết kìa. Có ai không? Ông trời ơi, ông công bằng ở đâu vậy? Sao ông không thương xót đám dân nghèo tụi con? Ông ở đâu? Ông nhìn thấy cảnh này không vậy hả? Cứu người đi. Lúc mình... Dì Bảy, dì Bảy, hồi nãy giờ dì ở đâu vậy? Dì Bảy coi em Bình đi. Em Bình đi sao rồi kìa? Để dì cởi trói cho con cái đã. Mở trói cho con nhanh đi. Nãy giờ dì không nghe con kêu hả? Dì biết, nhưng ngặt nỗi. Con Hiểu nó theo dì sát quá. Dì không có làm gì được hết. Dì chờ cho nó ngủ rồi dì mới lén ra đây được đây nè. Ơi chặt quá. Con mình sao được kìa dì Bảy ơi? Trời ơi, Bình ơi, Bình, Bình ơi Bình, con ơi, con ơi, con có sao không? Tỉnh lại đi con. Trời ơi, Bình ơi, Bình, 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 Bình ơi Bình, em thấy sao rồi Bình? Dì Bảy ơi, em Bình mệt lắm rồi, bây giờ sao hả dì Bảy? Bình ơi, tỉnh lại đi con. Bình ơi, dì Bảy tới rồi nè con. Bình ơi, em thấy sao rồi Bình? Bình, Bình à, tỉnh lại đi con. Bình, Bình ơi, em thấy sao rồi Bình? Có gì Bảy tới rồi nè con. Bình ơi, Bình, Bình ơi, Bình ơi Bình. Em thấy sao rồi? Con sao rồi? Bình ơi, em thấy sao rồi? Lũ. À, anh nè, anh nè, con gì Bảy nữa nè. Gì Bảy? Gì đây? Gì đây con? Gì Bảy ơi, cứu con với. Con bị đau bụng lắm. Chắc hồi nãy con bị động thai rồi. Không sao đâu con, có dì Bảy ở đây rồi, con yên tâm đi. Không sao, ráng đi con. Ráng lên em ơi. Con à, con chưa nói cho cậu ba biết chuyện con có thai hay sao vậy? Dạ chưa. Tại sao không nói? Dạ tại vì con tính chờ cậu ba đi thu lúa về thì cậu mới nói. Với tình hình này e không kịp nữa rồi. Là sao? Tại sao không kịp gì? Bà Hội nhất định sẽ tận dụng cơ hội này để nhổ bỏ cái gai trong mắt bà. Bình à, Lũ ơi, hai con phen này lành ít dữ nhiều rồi. Con nghĩ chắc không sao đâu. Dù gì thì mình cũng sinh ra cậu ấm cho bà chủ mà. Con nghĩ cho dù con thương thì bà Hậu cũng phải nghĩ chút tình chứ. Bà chủ đang nói chỉ nhận con chứ không nhận mẹ, con không nhớ sao? Muốn gì là bà đang muốn ém nhẹm cái chuyện cậu ba với con mình để mà khiến cô Thiên Kim về làm vợ cho cậu ba. Nói vậy là con với mình khó thoát nạn này hả? Dì Bảy ơi, con sống chết gì cũng được hết, nhưng mà dì hãy mau nghĩ cách cứu em Bình đi dì Bảy. Dì Bảy, cứu em Bình và đứa con ở trong bụng của em Bình nữa dì Bảy. Dì Bảy mau nghĩ cách đi dì Bảy ơi. Bình ơi, em ráng đi. Dì Bảy mau nghĩ cách đi dì Bảy. Nghĩ cách đi dì Bảy. Để dì... Mợ hai kêu mình canh bà Bảy mà bây giờ bỏ trốn rồi. Ây da, mợ hai mà biết mình ngủ quên để cho bà Bảy chạy trốn, mình bị ăn đòn tét đít quá, bây giờ sao?
Không được, mình phải nghĩ cách khác. Mình phải nghĩ cách lập công trước mới được. Dậy đi, dậy đi. Dậy, dậy, dậy. Dậy. Mọi người dậy nè. Trời ơi, có chuyện gì vậy chị Hiểm? Đang ngủ ngon lành à. Con mình nó bỏ trốn rồi. Tôi đang ngủ trốn cái gì mà trốn. Bà Bảy dẫn con mình bỏ trốn rồi. Bây giờ mọi người đốt đuốc đi kiếm lẹ lên. Tôi đi thông báo M2, nhanh lên. Đang ngủ, kiếm gì? Ngủ bây giờ sao? Tôi nói bà chủ một cái là mỗi người 50 roi nghe chưa? Ngủ mà ngủ khôn nguyên nữa. Nhanh lên. Còn đứng đó nữa hả? Đây nè. Nếu con với anh Lũ bỏ trốn thì chẳng khác gì thừa nhận lời buộc tội của chị Hiểm với mợ Hai. Cậu Ba sẽ tin, sẽ nghĩ là con với anh Lũ có tư tình với nhau. Bình nói đúng đó gì. Con thì sao cũng được, nhưng mà em Bình vô tội. Bị hiểu lầm như vậy oan ức lắm. Tới giờ mà hai đứa còn chưa hiểu chuyện gì sao? Rõ ràng là người ta muốn vu oan giá họa, muốn diệt cỏ tận gốc. Nếu muốn sống, muốn cứu cả hai đứa và cả đứa con trong bụng của con thì phải lập tức rời khỏi chỗ này liền, càng xa càng tốt. Nhưng mà con... Dì biết con còn lưu luyến thằng ấm với cậu Ba. Nhưng không lẽ con muốn sáng mai bị bắt lên quan rồi bị trồng lòng heo dìm xuống sông hay sao? Bình à, dì Bảy nói đúng. Anh nghĩ chắc cậu Ba hiểu lý lẽ. Đợi qua chuyện rồi mình giải thích với cậu Ba sau. Ừ. Quay, kiếm được ấy đó, đừng cho nó thoát nghe chưa? Dì Bảy. Sao con? Bà Hội, bà Hội đang vu oan tụi con bỏ trốn để lấy cớ bắt tụi con lên quan kìa. Dì đã chuẩn bị cho tụi con một chiếc xuồng nhỏ ở mé rạch. Lũ, con hãy dắt con Bình đi xuống xuồng rồi theo con rạch mà trốn đi. Đây, chút tiền này Bình ơi, con cầm theo để làm lộ phí. Đây là tiền dành cho cả đời của dì, sao con dám lấy được? Trời ơi, giờ này con cách sao sao con? Con có coi gì là dì ruột của con hay không? Cầm lấy đi con, cầm lấy đi. Đi đi, người ta tới rồi kìa. Thương gì thì phải đi cho xa, sống cho thiệt tốt phải không con? Tụi con biết phải làm cái gì mà. Đi. À, dì Bảy, con má của con gỡ là dì Bảy dòm ngó. Ừ, dì biết. Nếu mà má con có hỏi, dì cứ nói là công việc của con nhiều lắm nên con không về thăm má được nha dì. Biết rồi, đi đi. Bình, tụi con đi rồi, bà chủ sẽ chỉ tội gì. Đi đi, dì không sao đâu. Đi đi mà, đừng có dây dưa nữa mà. Đi đi. Dì, con, khi con gặp cậu Ba thì nói là con thương cậu nhiều lắm. Con không bao giờ làm điều gì có lỗi với cậu Ba. Mình ơi, không kịp rồi. Dì biết rồi, dì sẽ nói. Đi đi. Ôi, đi em. Đi đi, đi đi con, lẹ đi. Dì Bảy. À, Bình ơi, cẩn thận con. Có sao không con? Con không sao. Dì Bảy, dì Bảy giữ gìn sức khỏe. Dì biết không? Dì Bảy ơi, con cũng giữ gìn sức khỏe. Dì Bảy ơi, ở đây bao giây hết rồi bây giờ sao? Đi đi, ngã này con. Đi đi, đi lẹ đi con. Dì Bảy, đi đi, không kịp nữa đâu. Bình à, dì Bảy ơi, nhớ nhân má của dì Bảy. Biết rồi, đi đi con, đi đi con. Dì Bảy, không kịp đó. Thank you.
ở đây? Thì tôi đem cơm cho tụi nó. Tụi nó có lúc nào trong bụng đâu. Không thấy. Chị Bình với Lũ đâu? Có phải vì thả hai người họ đúng không? Phải. Vì dám thả hai người họ, vì thiệt là ăn gan trời mà. Đi nói chị Hiểm, báo cho mà hay biết. Trời ơi, ông trời ơi, xin ông hãy phù hộ cho hai đứa tụi nó được bình an. Hai Sáng. Dạ má. Con làm gì mà đi tới đi lui hoài vậy? Má chóng mặt quá. Dạ má ngồi một chỗ má còn thấy chóng mặt. Con đi tới đi lui bỗng thấy chóng mặt hay sao? Vậy làm ơn ngồi xuống đó đi. Dạ con thứ ba, thứ mở hai. Tìm được chưa? Dạ chưa. Chưa sao mày giác mặt vậy đây? Ăn hại. Tụi bay đuôi hết rồi hay sao? Mắt để đâu á mà để cho hai đứa nó chạy mất. Hai con người sờ sờ ra đó, chứ có phải là con kiến đâu. Đúng là một lũ ăn hại mà. Nè, tao nói cho tụi bay biết, tao cho tụi bay thời hạn từ đây tới sáng mai. Tụi bay mà không kiếm được nó thì liêu hồn tụi bay đi. Dạ thưa mợ hai, không phải là tụi con ăn hại đâu, mà do chính bà Bảy đã giúp con Bình với lại anh Lũ chạy trốn á. Kéo cái gì mà kéo? Nếu như bà Bảy không cởi trói cho con Bình thì làm sao con Bình trốn thoát được? Dạ, không những giúp bỏ trốn, bà còn cản trở trên đường tụi con đi tìm nữa. Cái bà già nhiều chuyện này, đừng có tưởng là già rồi không ai dám làm gì bà. Tụi bay đâu? Lôi cổ bà lên đây cho tao. Dạ. Dạ. Thôi, đừng có ồn ào quá vậy. Má mệt rồi, má muốn đi ngủ. Hai Sáng à, có gì để sáng tính đi. Má, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Bây giờ sức khỏe má quan trọng hay là bắt hai đứa đó là quan trọng chứ? Dạ, tất nhiên là sức khỏe của má quan trọng hơn rồi. Tụi bay đi kiếm tiếp đi. Dạ. Tụi bay chia nhau hai hướng kiếm đi. Trái đi em, nhanh đi. Mình à, trái đi em. Anh Lũ, em mệt lắm. Đáng đi. Đáng đi em, đáng chạy đi em. Em đi không nổi nữa rồi. Em làm sao vậy? Đáng chạy đi em. Tôi thiệt là bà chủ với mợ em mà bắt được là mình sẽ chết đúng không anh? Lúc chưa nghe gì bảy nói anh chưa có tin, nhưng bây giờ anh tin rồi. Bà chủ mặc dù ngoài mặt hiền lành như vậy, nhưng tâm địa rất là độc ác và nham hiểm. Chính tay bà chủ đã giết chết cô Lành, thì còn việc gì mà bà không dám làm? Ráng chạy đi em, ráng chạy đi. Đi đi em, đi đi. Đi đi, ráng chạy đi em. Nghĩ đi. Anh Lũ à, anh Bình, chạy trước đi. Em nói gì kỳ vậy? Có chạy thì mình cùng chạy, sao anh bỏ em được? Trái lên Bình. Nhưng mà em mệt lắm, em đi không nổi nữa. Nhưng mà bị bắt là sẽ chết thôi. Anh Lũ, anh chạy trước đi. Một mình anh chết còn đỡ hơn là cả hai cùng chết. Anh chạy đi anh Lũ. Bắt nó lại. Bắt lên. Bắt con nó lại. Tìm chỗ trốn thôi. Bắt lên đi.
Tụi bay chạy qua bên kia. Nếu còn lại thì mau nhanh lên, bắt tụi nó lại, nhanh lên. Bình, Bình, em làm gì vậy? Em làm gì vậy? Em đang có bầu mà sao leo cây được? Em leo được. Em cây coi. Chết rồi. Bỏ ra mà bắt tụi nó lại. Được kìa, anh chạy đi. Ở đây nào. Ừ, người đã thấy rõ ràng đi thế này mà. Thôi trả lên em. Đừng nói nha. Cẩn thận nha. Chia đi, chia đi. Tặng ra. Cẩn thận nha Bình. Thôi đi về hướng đó đi. Đi. Em từ từ thôi. Cẩn thận nha em. Em có sao không? Em có sao không Bình? Ráng lên, ráng lên. Bây giờ có chết thì cùng chết. Anh không thể nào bỏ em ở đây được. Đi theo anh. Là thân phận tôi tớ bè bọt với nhau mà, nỡ lòng nào mọi người truy cùng giết tận tôi với Bình sao? Tôi quỳ xuống đây, tôi lại mấy người, tôi lại mấy người, làm ơn tha mạng tôi với Bình đi, làm ơn đi mà, tôi lại mấy người đó, tôi lại mấy người, tôi lại mấy người, tôi lại mấy người, làm ơn tha mạng cho tôi với Bình đi mà, tôi lại mấy người, tôi lại đó. Tôi lại mấy người, tôi lại mấy người, làm ơn đi bà, làm ơn đi, tôi lại mấy người. Thôi, hai người đi lẹ đi, hiểm tới bây giờ đó. Cảm ơn mọi người nhiều lắm, lẹ cảm đi. Ơn mọi người nhiều lắm. Ráng lên em, ráng lên đi Bình, ráng lên em, đi. Cảm ơn. Ráng đi. Nãy giờ tôi không thấy gì trơn á. Tôi cũng không thấy gì hết á. Tôi cũng không thấy gì đâu. Giờ có thấy gì đâu. Nó đâu rồi? Mới nghe tiếng nói đây nè. Tụi tôi không có thấy ai hết á. Tôi đuổi tới đây rồi mất dấu á. Mất dấu? Sao tụi bay không lo đi kiếm mà đứng đây như trời trồng vậy hả? Nè, tao nói cho tụi bay biết nha. Kiếm không ra thì về lo bó đít đi biết chưa? Đi lẹ. Thôi đi. Có chiếc ghe nè em.
Xuống ghe đi em. Bình, Bình, em đi đâu vậy? Em đi đâu vậy? Hả? Anh Lũ, em không thể nào bỏ con em được. Đừng mà, bây giờ em cứ bỏ chạy trốn đi, rồi sau đó giải thích sao? Không còn kịp nữa đâu. Ghe là anh đi Bình, đi lên ghe đi. Má, con có thấy má mệt gì đâu. Để tới sáng á, tụi nó trốn đi mất tiêu luôn á. Mất tiêu còn hơn là đuổi cùng giết tận. Nhà này á, nhiều oan hồn quá rồi. Má không muốn thêm nhiều nữa. Nhưng mà không lẽ má tha thứ cho tụi nó dễ dàng vậy sao? Trời ơi, má chỉ muốn đuổi cổ con Bình đi, để má cưới con Thiên Kim cho thằng Khải Duy thôi. Má, má không sợ chú Ba đi kiếm con Bình hay sao? Cái chuyện nó rành rành ra như vậy ai cũng biết à. Con Bình á, nó tư tình với thằng Lũ, bị bắt quả tang, sợ tội nên bỏ trốn. Đàn ông á thì rất sợ, rất trọng mặt mũi, sĩ diện. Mà thằng Duy á, tự ái rất là cao. Con nghĩ coi, nó dễ dàng tha thứ cái tội ngoại tình của con Bình sao? Dạ, má nói phải. Nhưng mà tha thứ cho hai đứa nó dễ dàng như vậy á, con thấy bất công quá. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Thôi, khuya rồi, má đi ngủ đây. Con đừng có làm cho mọi chuyện nó rối ren thêm nữa. Dạ, má buồn ngủ thì má đi ngủ đi. Còn chuyện của bà Bảy để con xử lý cho. Bây còn muốn làm gì bả? Má, xưa giờ con dạy việc đám gia đình, má đâu có bao giờ hỏi con đâu. Sao hôm nay má hỏi trớ con vậy? Thì bả già rồi, bả làm lâu năm ở trong nhà mình, có xử thì cũng xử nhẹ tay thôi. Mà thôi, chuyện của bả để cho má xử, con để yên đó đi. Dạ. Còn Hiểm nói đúng, với con gia đình già đó, má rõ ràng là có kiêng nể, trái ngược cái tính má xưa nay. Vậy chắc chắn giữa hai người nhất định phải có ẩn tình. Cẩn thận nha em. Duy à, em có ngồi ở đây á thì cũng không khiến cho ghe nó chạy nhanh hơn đâu. Anh đã kêu tài công tăng hết tốc lực mấy máy rồi. Em đừng nôn nóng quá, mình sẽ về nhà sớm thôi mà. Không biết tại sao em thấy nóng ruột quá anh hai à? Biết vậy, hôm qua em đi đường bộ về luôn cho rồi. Nghe lời anh hai đi đường thủy chi giờ cho nó lâu lắm. Anh nghĩ chắc không có chuyện gì đâu.
tại em nhớ quá, đâm ra thần hồn nát thần tính. Chứ có chuyện gì, má đã cho người báo tin rồi. Không biết tại sao, mấy đêm nay, đêm nào em ngủ cũng thấy ác mộng hết. Em cứ thấy em Bình bị truy đuổi, thấy mấy sinh con, rồi gục chết trong đống máu. Anh hai, có khi nào đây là điềm báo em Bình với con em gặp nguy hiểm không anh hai? Giấc mơ thường đi ngược lại với hiện tại, em đừng quá lo lắng mà. Anh hai à, em cũng nghĩ vậy. Tuy là em chỉ nói chơi thôi, nhưng mà em luôn luôn hiểu một điều, là em Bình coi mình thân phận thấp hèn cho nên không dám ghen. Nhưng em nghĩ đàn bà nào mà không ghen, đúng không anh? Nghe em cứ giận, chắc em Bình lo lắng lắm. Anh hai, khi này về em nói thẳng với má luôn, em không cưới Thiên Kim nữa. Má đã quyết định rồi, em không có cãi được đâu. Anh hai không dám cãi má thôi, chứ trước nay má giữ sợ em mà. Anh cứ chờ coi, em mà làm dữ thế nào má cũng phải nhượng bộ em thôi. Còn lỡ như má làm quá, em sẽ dắt em Bình mua trang trại lập đồn điền. Má sợ mất em, tự khắc má phải nhượng bộ thôi. Không gì hạnh phúc bằng được sống theo ý của mình. Anh mong em sớm được như ý nguyện. Chị hai sợ nhất cái chuyện em ra ngoài lập đồn điền. Em hỏi thật nha, anh không sợ em đoạt mất cái sản nghiệp của anh sao? Anh không vợ không con, ăn ở bao nhiêu mà sợ chứ. Với lại đối với anh, tiền tài là vật ngoài thân, không đáng trọng. Trọng á là trọng tình trọng nghĩa kìa. Anh hai, em thấy anh vẫn còn tình cảm với chị Hạnh Dung, tại sao không nói thẳng với má? Anh không giống em, anh không phải là con ruột của má. Nếu như anh hai không còn yêu chị hai nữa thì anh cứ mạnh dạn bỏ chị ấy đi, em ủng hộ anh. Lo chuyện em trước đi, chuyện của anh từ từ tính. Chuyện của em bây giờ là mong sao cho mình sớm về tới nhà. Để tặng cho em Bình cái kẹp này. Em dậy chưa? Có cơm rồi nè. Có cơm rồi nè, em ăn đi. Ra đây ngồi cho nó mát. Nè, cơm nè, ngon lắm, ăn đi cho nóng. Nãy giờ em đâu có ngủ đâu. À, chắc tại lục đục rồi em ngủ không được đúng không? Anh làm như em là tiểu thơ con nhà giàu không bằng vậy. Tại em lo đau bụng quá nên em ngủ không được. Mà em lo chuyện gì vậy, kể anh nghe được không? Em lo cho dì Bảy. Em sợ dì bị bà chủ với vợ hai phạt vì cái tội dám thả mình đi. À, em không phải lo lắng gì đâu. Hồi sáng nay lúc mà anh lên bờ bán một mớ cá, anh có lén về nhà hỏi thăm anh Út Đực rồi. Anh nói vì bay chỉ bị bà chủ mà một trận, nhưng không có bị đòn bị phạt gì hết. Em yên tâm chưa? Vậy thì em cũng yên dạ rồi.
tiền đâu, anh muốn mượn đồ ăn với gạo giờ. Thêm giăng lưới, được mớ cá để bán. Em yên tâm đi, anh nuôi nổi hai mẹ con em mà. Em không thích anh nói vậy hả? Vậy thôi, mai mốt anh không nói vậy nữa. Không phải, anh đừng có hiểu lầm. Em làm sao dám thích hay không thích, chỉ là vì chuyện của em mà bắt anh phải quả lấy. Em ấy nấy lắm. Trời, tưởng gì. Trước chuyện này em cứ yên tâm đi, anh cam tâm tình nguyện bảo vệ hai má con em. À, em đừng có hiểu lầm. Anh biết người em thương á là cậu ba, nên anh không có ép em phải thương anh đâu. Ở đời đâu phải thương là thành vợ chồng được. Anh em cũng được mà, đúng không? Anh sẽ lo cho em, lo cho hai má con em tới già tới chết luôn. Anh làm như em đuôi mù sức mẻ, không có tay chân vậy. Bây giờ em bị động thai, em thiếu chút nữa. Chứ em muốn cứng cáp rồi, em sẽ phụ anh kiếm tiền nuôi con. Em không có báo anh hoài vậy đâu. À, anh biết rồi mà. Em ăn cơm đi. Sao? Những lời tôi nói với bà hiểu hết chưa? Dạ, thì tôi hiểu. Nhưng mà nếu để cậu ba hiểu lầm con Bình với thằng Lũ như vậy, tôi thấy oan ức cho tụi nó lắm thưa bà. Oan ức còn hơn là chết. Bà sống lâu trong nhà tôi như vậy, bà phải hiểu những gì tôi nói chứ. Dạ, thì tôi hiểu. Thật ra thì tôi cũng nhân nhượng cho tụi nó lâu rồi. Bà không thấy như hiện tại như vậy á là tốt cho cả đôi đường sao? Phần tôi á thì cưới được dâu môn đăng hộ đối, còn thằng Lũ với con Bình thành một đôi hạnh phúc bên nhau. So với chuyện con Bình á thì ngày ngày thấy chồng mình ân ái với người khác thì cái chuyện này tốt hơn nhiều chứ. Ừ, dạ, dạ, thì tôi thấy bà nói cũng phải. Nếu mà thấy tôi nói phải á, thì bà phải phối hợp với tôi cho nhịp nhàng để gạt thằng Duy. Một khi á mà nó ôm hận thì nó không thèm con Bình nữa. Mà đã không thèm thì nó chôn con Bình vào quên má lãng. Ơi má. Dạ. Má ơi, nguy rồi má ơi. Trời ơi, cái gì mà hớt hớ hớt hải chạy sọc vô phòng tôi vậy hả? Con xin lỗi, nhưng mà chú ba, chú Khả Duy sao? Chú ba đang tra khảo đám gia đình, con sợ tụi nó bị đánh đau quá rồi khai tầm bậy tầm bạ là chết con với má luôn á. Chết cái gì mà chết, ăn nói bậy bạ không à, vỗ nó miếng đi. Bà Bảy. Dạ. Nãy giờ tôi nói gì bà nhớ rồi phải không? Dạ thưa bà, tôi nhớ. Nhớ thì cứ thế mà làm. Nè, nếu mà bà hé răng sai nửa lời á ha, má thằng Lũ đừng hòng sống trên đất của tôi đó, nghe chưa? Dạ dạ dạ, tôi nhớ mà, bà yên tâm. Xuống bếp làm việc đi. Dạ, tôi xin phép. Má, sao giờ má? Còn con nữa, hớt hớt hải như vậy á, có khác gì
là lại ông tôi ở bụi này, hiểu chưa? Dạ, con biết rồi. Để tao coi tụi bay liền tới cỡ nào. Cô ba đừng đánh con sợ đau lắm cô ba. Đau quá, chết con. Một lần cuối, tao hổ tụi mày có chịu nói hay không? Dạ. Những gì con biết thì cô con cũng giống như mọi người biết thôi, chứ con biết gì đâu. Cái tao muốn biết không phải là những lời mà tụi bay được dạy để nói giống nhau, mà là sự thật. Sự thật. Sự thật. Hả? Không ai dạy tụi con nó giống nhau hết. Sự thật là con Bình đó. Con Bình. Bà ba. Con Bình. Con Bình. Bà ba. Bà ba làm sao? Dạ, sự thật là bà ba với anh Lũ tư tình với nhau rồi bị con bắt gặp. Mày, tôi không đặt được. Tôi không. Tôi đặt. Tôi đặt. Tôi đặt người khác. Tôi đặt. Mày có chịu nói hay không? Hả? Dạ. Gì? Má nó còn đừng có đánh nữa mà. Nó không có nói trật đâu. Má yên tâm đi. Đúng sai gì tôi đánh một hồi là cũng ra hết hả? Đúng đặt mày. Đúng đặt. Duy, lần cuối tao hỏi mày, mày chịu nói hay không? Dạ, có bao nhiêu con nói hết rồi con ba. Ba ơi, ba ai ơi, cứu con. Mày cứng đầu thì hôm nay chỉ có trời mới cứu mày thôi. Duy. Duy. Con muốn là gây án với mạng không có vừa lòng hay sao? Để cứu em Bình, đừng có nói là một con hiểm. Mười con hiểm con cũng giết. Đúng rồi. Không nạn. Duy. Cái chuyện rành rành ra như vậy rồi 100 cặp mắt thấy, chứ không phải một mình con hiểm mà nó bịa chuyện. Tôi không nhắc tới má thì thôi. Má đừng có chọc tôi nổi khùng lên. Tôi đâu có ngu đâu mà không biết đây là cái tuồng cho má và chị dâu dựng lên. Dạ cho đám gia đình học thuộc lòng. Tôi đã ở với em Bình được một mặt con rồi, lẽ nào tôi không biết tánh hết của em ấy? Cả đám gia đình này nó chỉ nói một lời thôi mà con nói là má bịa đặt hả? Trong lòng con bây giờ á chỉ có mình con Bình thôi. Phải. Con không biết luân thường đạo lý gì hết hả? Được, nếu những lời của má mà con không tin thì cái đám gia đình này cũng không tin nữa. Nhưng bà Bảy, bà Bảy có thể làm cho con tin được chứ? Bà Bảy đâu? Kêu bà Bảy ra đây. Tin này nó chỉ nói một lời thôi mà con nói là má bịa đặt hả? Trong lòng con bây giờ chỉ có mình con Bình thôi. Phải. Con không biết luân thường đạo lý gì hết hả? Được, nếu những lời của má mà con không tin thì cái đám gia đình này cũng không tin nữa. Nhưng bà Bảy, bà Bảy có thể làm cho con tin được chứ? Dạ đúng rồi cậu ba, bà biết hết rồi cậu ba. Tao cũng hỏi mày. Dì nói đi, sự thật là như thế nào? Dạ dạ. Em Bình không có phản bội con, đúng không? Dì không phải sợ. Có sao thì dì nói vậy đi. Không ai dám làm hại gì đâu. Hải Duy này lấy tính mạng ra thề với trời đất sẽ bảo vệ cho dì. Dạ. Dạ. Bà không thấy như hiện tại là tốt cho cả đôi đường sao? Tôi cưới được con dâu môn đăng hộ đối, thằng Lũ với con Bình nó cũng thành một đôi hạnh phúc bên nhau. Dì Bảy. Dạ dạ. Dạ. Tôi hỏi dì có nghe không? Hả? Dạ dạ nghe. Dạ nghe. Nghe sao dì không nói? Sự thật là như thế nào? Dạ. Có phải là người ta đơm đặt hay không? Dạ. Tôi biết nói ra làm cậu rất đau lòng, nhưng đây chính là sự thật. Sự thật gì? Tôi không tin nào.
gì vậy? Em mình không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi. Vì vậy vì bị ép phải nói như vậy. Vì nói đi. Em mình không phải là hạng người như vậy. Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Nào giờ có ai nhìn mặt mà bắt hình dung chính xác đâu. Dì em đi. Dì con á, thương con Bình thiệt lòng thiệt dạ, cho nên lúc nào con cũng nghĩ tốt cho nó hết á. Nhưng mà bà Bảy đó nói rành rành như vậy, con còn chưa tin nữa hay sao? Ở đây á, tất cả mọi người có thể bịa đặt ra chuyện này, nhưng bà Bảy thì không. Dì ruột của con Bình, không lẽ dì mà đi hại cháu hay sao? Dạ, dạ phải đó cậu ba. Thà dì Bảy nói với con là người ta ép dì nói như vậy. Con Bình nó thiệt là ngu ngốc, nó có phước mà không biết hưởng. Âu cũng tại phần số hèn mọn của nó, đũa mốc không được chọi mông son. Cậu đừng để tâm tới nó nữa. Im đi! Trời ơi! Chết đi! Đi! Dì! Dì! Trời ơi! Dì! Đi hết cho tao! Dì! Má, sao má không cản chứ ba? Cản cản cái gì? Con ra mà cản đi. Má không có dám. Nhưng mà toàn là đồ mắc tiền không đó. Trời ơi, giờ cái gan của nó là cái gan giết người, có biết không? Cứ để vô nó đập cho nó hả giận đi. Đồ bể thì mua lại cái khác, có sao đâu. Chết đi! Mày đi hết cho tao! Trời ơi! Chết hết đi! Trời Cô làm gì con tôi vậy? Té ra là ba của mấy đứa nhỏ này à? Không biết trông chừng con mình hả? Tại sao cô lấy con diều của con tôi? Tôi lấy con diều của con anh thì sao? Trả con diều đi. Cô tưởng cô con cái tổng cô ngon lắm hả? Cho cô 3 phút nữa, cô mà không tới đây á, ở giá suốt đời luôn đi. Đúng là cái thứ quê mùa thì suốt đời không khá lên được. Đợi có chút xíu mình đã mất kiên nhẫn rồi. Hèn chi 28 tuổi đầu rồi mà vẫn còn ế. Cô nói cái gì? Sao lại là anh? À, ui da, ui da, em gì vậy? Em bị dập bẻ. Ui da, ui da, em đau quá cậu ba. Đâu, anh coi. Đỡ chưa? Ngồi im, để anh xoa bóp cho. Nè, trả diều lại cho anh đó. Trả tấm hình lại cho tôi. Ừ.
kiếm khắp thiên hạ. Hình như chỉ có tên khốn này là dám chọc tức mình thôi. Thú vị thiệt. Ủa, khuya rồi sao không ngủ hả con? Má, tấm hình vẽ xấu quắc như vậy, bộ không thấy ghê sao mà đem ra coi hoài cả ngày vậy? Má, xấu bao nhiêu thì cũng là hình của con. Ủa, mà tối rồi sao má không đi ngủ đi? Má kiếm con có chuyện gì hả? Đám người trong nhà mình cứ xì xầm, truyền tai nhau chuyện động trời. Động trời thì cũng là chuyện của tụi nó, má quan tâm làm chi cho mệt. Nếu chuyện của tụi nhỏ thì má quan tâm làm cái gì? Chuyện liên quan đến thằng Duy, chồng sắp cưới của con đó. Chuyện liên quan tới Khải Duy hả? Là chuyện gì vậy má? Có quan trọng không má? Có liên quan gì tới con không? Mới biểu người ta, đừng có quan tâm. Làm gì mà hỏi dồn dập vậy? Con đó, ngó bộ mê người ta dữ rồi đó nha. Má, má đừng có nói dần lân nữa. Con nóng ruột dữ lắm rồi. Má nói cho con nghe đi, chuyện gì vậy má? Con Bình, vợ hờ của thằng Duy, nó bỏ trốn theo trai rồi. Đúng là không ngoài dự đoán của con mà. Dự đoán của con? Không lẽ con biết trước chuyện này? Con không chỉ biết trước mà con còn biết tường tận nữa kìa. Coi bộ cái bà chị dâu này cũng ngoan và được việc lắm. Con nói như vậy là có ý gì? Không lẽ chuyện này là do con sắp đặt? Con không sắp đặt, mà con á chỉ kêu chị ta mau tìm cách tống cổ mẹ con Bình ra khỏi nhà thôi. Còn cách là do tự bên đó bày ra. Nếu như con nói thì gia đình bên bà Hội không đơn giản chút nào. Con về bển á phải cẩn thận mới được. Kìa má, má đừng có lo, con của má thừa sức đối phó. Chỉ tiếc là còn cảm thấy mất vui thôi. Loại được tình địch mà sao mất vui? Con muốn đường đường chánh chánh đấu tài với tình địch của mình, nhưng mà bây giờ con Bình bị loại khỏi cuộc chiến rồi, lấy ai đâu mà chơi nữa. Thiệt là mất hứng à. Con á, đúng là nuôi hoài không lớn, hạnh phúc cả đời người, chứ đâu phải giỡn chơi, không nghiêm túc chút nào. Con vốn là như vậy mà. Má sanh con ra nuôi con lớn mà không hiểu ý con sao? Tôi mà không hiểu ý cô thì ai hiểu ý cô nữa. Má, nếu mà má hiểu rồi á thì má lo biểu gia đình mau trang hoàng nhà cửa đi. Vì nếu như con đoán không lầm thì Khải Duy sẽ qua để hỏi cưới con trước thời hạn đó. Trước thời hạn? Anh ta đang hận vì bị vợ ngoại tình, chắc chắn anh ta sẽ cưới vợ khác để trả thù. Sao con biết? Tâm lý đàn ông còn nắm gọn trong bàn tay con. Nếu không phải là chuyện cấp bách thì tôi cũng không dám làm phiền tới anh như vậy. Ông đừng có nói với tôi những lời khách sáo như vậy. Dù có là quận trưởng hay là tỉnh trưởng gì tôi cũng giúp. Tôi với ông là bạn bè mà. Bởi vì tôi coi ông là anh em cho nên tôi mới nhờ ông. Bằng mũi giá, ông phải tìm hai đứa gian phu dâm phụ về đây cho tôi. Ông an tâm đi, tôi chỉ cần gán cho nó cái tội mua nhà phiến thì đám lính Sài Thành sẽ bắt nó ngay. Tôi tin ông. Con Hiểm, xong chưa? Dạ. Dạ xong rồi cậu. Dạ.
Hi Bình. Còn đây là thằng Lũ. Cũng may là gia đình tôi có cái lệ, đứa gia đình nào tới đây làm cũng phải họa hình để mà lưu lại, cho nên tôi mới có mà đưa cho ông đó. Hay lắm. Có hai bức họa này, tụi nó sẽ sớm bị bắt thôi. Ông cứ an tâm đi. Là tỉnh trưởng. Má ơi, là tỉnh trưởng thiệt đó. Cái chuyện này á, là trong bữa cơm á, thằng Khải Duy nó đã nói, nó đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho má biết rồi. Má biết rồi, sao má tỉnh bơ vậy? Má không biết, một khi chú ba nhờ tới tỉnh trưởng là lớn chuyện đó. Ổng còn hứa là sẽ cho người đi truy tìm nữa. Kiểu này á, chắc chắn con Bình với thằng Lũ sẽ sớm bị bắt thôi. Má đâu phải là con nít mà không biết chuyện này. Mà má đâu có ngờ phản ứng của thằng Duy như vậy chứ. Tưởng á, là nghe tin con Bình nó ngoại tình á, sẽ sớm quên đi. Ôi, thiệt đúng là sai một ly đi một dặm mà. Trời ơi, kỳ này là chết rồi má ơi. Mà con nói trước nha, chuyện này là do một mình má, má bày má biểu, chứ con không biết gì hết á. Chú ba mà có hỏi tội thì má liệu mà trả lời cho chú ba nha. Má đừng có lôi con vô đó. Coi con đó, chưa gì mà đã lo chạy tội rồi à. Đúng là má không có thể tin con gì được hết á. Nhưng mà chuyện này đúng là do má bày ra mà. Con á chỉ nghe lời theo má mà làm thôi. Thôi được rồi, con không có gì phải sợ trơn á. Tất cả mọi chuyện này má nhận về mình hết, được chưa? Dạ. Má chỉ cần con giúp má một vài chuyện thôi. Chỉ cần á, má nhận hết lỗi về mình, chuyện gì á con cũng nghe lời má hết á. Lập tức con cho người tìm thấy hai đứa nó về trước thằng Duy. Chuyện này dễ ợt, con làm được. Nhưng mà mình tìm thấy hai đứa nó rồi, mình làm gì hả má? Thì dĩ nhiên là cho tụi nó câm miệng chứ làm gì. Nhưng làm sao cho nó câm miệng được má? Đây làm cái gì? Dạ em sao? Dạ. Còn mày nữa? Dạ. Nửa đêm mày sao không ngủ? Lén lúc ra gặp mà ba làm cái gì? Dạ con. Mày sao? Con. Dạ em tính đi uống nước. Phòng mình lúc nào mà không có nước, em đâu cần phải ra ngoài. Dạ em. Dạ em quên. Dạ đúng rồi đó cô ba, mợ ba quên. Từ xa tao nghe mày nói là sắp chịu hết nổi rồi. Mày sắp chịu hết nổi chuyện gì? Dạ. Còn em nữa. Dạ. Tại sao nửa đêm không ngủ? Em ra đây gặp thằng Lũ làm cái gì? Em. Dạ. Dạ em không nói được. Thì ra tụi nó có tình lý ngay từ đầu. Nhưng mà mình không nhận ra, mình đúng là quá ngu muội mà. Bình ơi là Bình, anh thương em như vậy,
em đành lòng phản bội lừa dối anh sao? Em có biết trên đời này anh ghét nhất là loại người phản bội lừa dối hay không? Dám làm tổn thương anh, em và thằng Vũ phải chết. Dặn rồi, bầu bì, lo nghỉ ngơi đi. Mấy cái đó để đó, anh làm cho. Em biết rồi. Nhưng mà em đâu phải tiểu thư gì đâu. Anh đi thăm câu về hả? Em cầm cái này vô cho anh, để nó đi, anh làm cho. Trời ơi, được nhiều cá quá à. Tối hôm qua, tại anh giái thủy thần nên thủy thần phù hộ. Bởi vậy bữa nay dính toàn cá lớn không? Thấy nhiều cá không? Bán được mớ cá này á là mua được một mớ đồ, với lại dư tiền để cho em đi sanh, xong rồi mua đồ cho em bé nữa. Anh Lũ lo chu đáo quá. Nhưng mà với số cá này làm sao đủ tiền cho em sanh, lại còn mua đồ cho em bé nữa. Em yên tâm đi, bao nhiêu đầy cá, với lại số tiền dành dụm hổm rài, dư sức lo cho hai má con em mà. Rồi mai mốt lấy gì sống hả anh? Trời xanh, trời núi, em lo cái gì? Còn cá dưới sông, dưới ruộng quá trời, em bắt cả đời cũng không hết. Giàu thì anh không hứa, nhưng mà nuôi hai má con em á, đạm bạc ngày hai bữa, anh dư sức. Để có được bao nhiêu đầy cá, anh phải thức cả đêm đi thăm câu. Cứ mất ngủ như vậy hoài, sao anh có thể chịu nổi? Anh là con trâu nước mà, em lo cái gì? Lo là lo cho em kìa, bầu bì, đi đứng khó khăn, còn phải lẩn trốn ở trong cái xuồng này nữa. Anh Lũ tốt với má con em quá. Ơn nghĩa này em... Thôi, không có nói mấy lời này nữa. Cứ nói ơn nghĩa hoài vậy. Em lo nghỉ ngơi đi, anh đi bắn cá, rồi anh về liền. Nhiều cá quá. Anh đi bán nha. À, mà nè, mấy củ khoai lang anh hấp trong nồi cơm, em đói thì ăn hết đi nha. Hồi nãy đi thăm câu á, anh ăn hết mấy củ rồi. Anh đi nha.
À anh Luận. Hả? Gì em? Anh đợi em chút. Gì vậy? Cái gì vậy? Anh khoác đỡ cái khăn này đi nè. Anh trầm nghịch dưới nước cả đêm rồi, người anh ướt sũng hết, chắc là lạnh lắm. Anh choàng đỡ cái khăn này của em nghe. Cảm ơn em nha. Thôi anh đi bán, xong anh về liền. Xong anh về liền. Cuối cùng cô mua được cho bác Hải cái áo đẹp này. Tuy là bị lỗ một chút xíu, nhưng có áo mới là được rồi. Thì khác có thưởng hả? Ừ, nếu mà kiếm được đem về sẽ được thưởng tới 2 đồng Đông Dương lận đó. Trời ơi, lần này mới thấy thưởng treo cao như vậy. Thì bởi. Thôi, đi ra ngoài coi thử coi. Ừ, ông đi đi. Thôi, ra ngoài coi mặt mũi thằng đó làm sao. Vô lửa đi bà con ơi. Thưởng 2 đồng Đông Dương. Chà. Dì Bảy, mấy người ở trong nhà đó không thèm nói chuyện với con. Không lẽ dì cũng ghét bỏ con hay sao? Dì làm sao mà dám ghét bỏ con? Chỉ là dì không muốn mang họa vào thân thôi. Dì, con biết là dì giận con, bởi vì con làm cho anh Lũ với con Bình bị cậu Ba Tri giết. Nhưng mà dì cũng có mặt ở đó mà. Con có đặt điều hay là con thêm bớt gì đâu. Bà chủ với mợ hai ép con nói, phận con là con ở con hầu, làm sao con dám cãi được. Con cũng không ngờ là chuyện ra nông nỗi này. Con hối hận và lo lắng lắm. Dì, dì đừng có lạnh lùng với con như vậy mà. Dì ngồi xuống với con một chút đi, đợi con đốt nhang cho dì lành xong rồi con kể cho dì nghe chuyện này. Bình với là anh Lũ ở đâu không? Xem chút nữa, dì đã tin con thiệt lòng hối hận rồi. Thì ra con vẫn chứng nào tật nấy à. Hai đứa tụi nó đã ra nông nổi này rồi mà con cũng vẫn chưa tha cho tụi nó hay sao? Dì ơi, không phải như vậy đâu. Dì đừng có hiểu lầm con mà tội nghiệp. Con không có muốn gạt gì hay là hại anh Lũ. Con thương anh Lũ, dì biết mà. Vậy chứ con muốn biết tông tích của thằng Lũ để làm cái gì? Con nhớ ảnh,
Con muốn dặn ảnh cẩn thận. Ở ngoài kia không phải chỉ có mình cậu ba với quân lính kiếm bắt ảnh đâu, mà bà chủ với lại mợ hai cũng đang âm thầm cho người đi giết người diệt khẩu. Hả? Giết người diệt khẩu? Trời ơi, trời ơi, dì ơi, dì. Trời ơi, con nói gì vậy em? Dì đừng có la lớn. Chuyện này mà tới tai bà chủ với mợ hai là chết con luôn á. Con mới nghe lén được hôm qua. Lành ơi, ngoài kia nguy hiểm trùng trùng, em ráng lên thiên mà phù hộ cho hai đứa nó nghe. Dì Bảy ơi, chết rồi. Dì Bảy ơi, chết rồi. Cái gì, chuyện gì vậy? Ai chết lũ vậy? Anh Lũ sao? Chết rồi. Không có phải, ông tỉnh trưởng mới bắt được anh Lũ giao tận tay cho cậu ba rồi. Trời ơi, rồi còn con Bình nó sao rồi? Nó có bị bắt không? Con không có biết, nhưng mà vừa thấy lính áp giải Lũ vô là con đi báo cho dì liền nè. Trời ơi, dì đã biểu là trốn cho thiệt kỹ, chạy cho thiệt xa, để bây giờ bị bắt rồi sao đây? Trời ơi, khổ thân con. Trời con Lũ ơi, dì Bảy. Dì Lành ơi, dì Lành cứu anh Lũ giùm con đi. Dì Lành ơi. Dạ thưa cô ba, lính đưa thằng Lũ về rồi. Dạ. Cậu ba, chúng tôi đã bắt được hắn. Tháo gông cho nó. Dạ. Cho tôi gửi lời cảm ơn tới ngài tỉnh trưởng. Người của tôi, để tôi chạy nó. Dạ. Dạ cậu ba. Chết thì được á, chỉ có tưới nước thôi à, sao không kêu bọn người ở nó làm cho? Để cho mấy ảnh làm á thì đâu có còn ý nghĩa gì. Em muốn tự tay chăm sóc vườn lài cho cậu, bộ cậu không thích sao? Thấy người ta đứng cả buổi như vậy rồi còn chưa biết nữa hả? Một cậu ba cao quý phải đứng chờ em cả tiếng đồng hồ rồi đó. Tôi chết, em xin lỗi, em quên mất. Cậu ba về phòng nằm nghỉ đi, em tưới sắp xong rồi. Trời ơi là trời, người ta nói chơi hay nói thiệt em cũng không biết nữa hả? Tức thiệt đó, em chỉ biết xin lỗi là dối à. Thôi mà, cậu ba về phòng đi nha, em tưới đã. Bỏ xuống đây, bỏ xuống. Đi qua đây với anh. Đi qua đây. Ngồi xuống đây. Nè, anh nói thiệt nha, nhiều lúc á muốn đánh em một cái cho thiệt là đau ghê á. Em biết hôm nay là ngày gì không? Dạ không. Mà ngày hôm nay là ngày gì vậy cậu? Hôm nay là ngày sinh nhật của em đó. Sinh nhật? Sinh nhật là gì? Làm sao em có ngày sinh nhật? Sinh nhật là ngày ai cũng có,
là cái ngày mà em được sinh ra. Mà thôi, em ngốc lắm, có nói em cũng không biết đâu. Bây giờ anh tặng quà trước cho chắc ăn. Tặng em cái khăn mà anh phải chờ cả tiếng vậy đó. Cái khăn đẹp quá, cậu ba cho em thiệt hả? Em thích không? Em thích lắm. Thích mà cứ ngồi yên một chỗ hoài à, không biết cảm ơn người ta hả? Em cảm ơn cậu ba. Mày đi trốn với nhau mà tụi bay còn chối hả? Nó còn hoàn khăn cho mày nữa. Cả tháng này hai đứa bay âu yếm tình tứ với nhau quá ha. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào mày dám ngồi lên đầu cậu ba Duy này. Mày đâu? Dạ. Dạ. Lấy rùi da cho tao. Dạ. Dạ cô ba. Con mình ở đâu? Con mình ở đâu? À? Con mình ở đâu? Con mình ở đâu? À? À? Con mình ở đâu? Con mình ở đâu? Con mình ở đâu? Con mình ở đâu? Hả? Con mình ở đâu? Con mình ở đâu? Hả? Con mình ở đâu? Nói đi. Mày giấu con mình ở đâu? Mày nói ra để tao tác hợp cho hai đứa mày tội nguyện. Tôi không biết, nhưng cho dù tôi có biết, tôi cũng không nói nữa. Tôi không để cậu làm hại em mình nữa đâu. Khẩu khí ngông cuồng. Em mình ở đâu? 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 Thôi, em mình ở đâu? Bắt tôi đi. Em mình ở đâu? Em mình ở đâu? Em mình ở đâu? Thôi, tôi cho tao biết. Dạ bà chủ ơi, tôi xin bà ra bà can cậu ba đi bà. Để cậu ba đánh một hồi thử nó chết đó bà. Bà sao vậy? Bà ở trong nhà lâu ngày mà bà không hiểu tánh khí thằng Duy hay sao? Nó bây giờ như là cái kho thuốc nổ á. Đi ra có môn là bị quả lây á. Bà không thấy tôi đang lo hay sao mà còn khóc lóc van xin nữa? Trời ơi. Con mình ở đâu đâu? Con mình ở đâu? Con mình ở đâu? Ở đâu? Con mình ở đâu? Hả?
cậu ba sắp cưới vợ rồi. Con khuyên cậu hãy buông tha cho em Bình đi. Em Bình! Em Bình! Bơ ba! Bơ ba! Bơ ba! Bơ ba! Bơ ba! Mày đâu? Chết hết rồi hả? Dạ. Tao đưa nước cho tao. Dạ dạ. Ở đâu? Lần cuối cùng con mình